Eo đã nhận được hơn 6 tỷ đồng. Theo thống kê mới nhất của Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia, chỉ sau hơn một tháng phát động, chương trình cả nước chung tay vì người nghèo 2019 đã huy động được hơn 154.000 lượt tin nhắn ủng hộ từ các nhà hảo tâm. Tổng số tiền đóng góp tính cho tới thời điểm hiện tại là hơn 6,15 tỷ đồng. Cả nước chung tay vì người nghèo 2019 là chương trình vận động nhân dân cả nước thông qua hình thức nhắn tin ủng hộ tới tổng đài 1408. Đây là nguồn vật lực quan trọng cùng với các nguồn lực khác của nhà nước để chung tay hỗ trợ cho người nghèo. Từ đó giảm dần số hộ nghèo và góp phần cải thiện cuộc sống cho người dân trên cả nước giai đoạn 2016-2020. Để tham gia chương trình, bạn đọc có thể tiến hành nhắn tin ủng hộ theo cú pháp VNN gửi 1408. Với mỗi tin nhắn, chủ thuê bao di động sẽ đóng góp tối thiểu 20.000 đồng vì người nghèo. Các thuê bao sẽ không bị giới hạn số lần nhắn tin về tổng đài 1408. Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia sẽ mở hệ thống đón nhận việc đóng góp cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019.